Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 9 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô kiều vuông cánh trắng ạ. Cái dòng hàng này thì cô chú anh chị có thể kích hoa nở đúng vào thời điểm Tết nhé, với những chùm hoa như những chiếc đèn lồng rất là tuyệt vời luôn ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, một trong những cái mặt bông được coi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt hoàng hàng hoa lan. Và đặc biệt là lại là những cái cây lan nở hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Hôm nay em có những cái thân phải nói là siêu bự chảng luôn ạ. Có những cái thân u lồi cực kỳ là mập luôn. Và cô chú anh chị thấy là thời điểm bây giờ cây đã xuống lá và căng hết thân rồi, và thậm chí là mầm gốc một số cây đã bắt đầu là nhú lên như thế này. Đó, đây là cái tầm thời điểm đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị có thể sưu tầm cũng như là thưởng thức một mùa hoa Tết trọn vẹn và được chăm mầm gốc từ khi nó mới bắt đầu nhú lên cô chú anh chị này. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo trúc mành, cái dòng hàng mà thân mảnh rẻ thắt đốt như những cái đốt trúc đấy ạ. Hiện tại thì những cái thân nó đã rất là căng khỏe, chờ đợi cho một mùa hoa xuân tuyệt vời đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Đấy, thân cực kỳ là căng và rất là đẹp rồi. Và một bó trúc như thế này, trúc mành như thế này, em bán là 50.000 cho một bó. Và một bó như vậy thì đủ cô chú anh chị làm cái giò lan rất là xinh để mà thưởng thức hoa xuân rồi ạ. Có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan tiểu hồ điệp. Cái dòng lan tiểu hồ điệp rừng ạ. Với giá em bán là 150.000 cho 1 kg. Nói là tiểu hồ điệp nhưng cô chú anh chị có thể thấy là một cây đấy, cùng một thời điểm có thể cho cả 3 chùm hoa. Và những cái cần hoa của nó có thể dài lên đến khoảng tầm 40 cm, thậm chí là phân nhánh. Cái dòng lan này thì cô chú anh chị nếu như sưu tầm có thể tạo ra cho mình những cái tác phẩm cực kỳ là tuyệt vời luôn, với những cái màu sắc rất là nhiều màu rực rỡ ạ. Em bán xin nhắc lại là 150.000 cho 1 kg và em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hung đuôi sắc, những cây lá đuôi sắc lá xếp rất là vừa tầm ghép luôn đấy ạ. Đó, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, rất là vừa tầm ghép luôn. Giá em bán chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Bây giờ cô chú anh chị về trồng thì đến xuân là mình có những cái giò lan thuần rất là đẹp để mà thưởng thức hoa rồi. Và bên này đây sẽ là cái hoàng thảo vẩy rồng. Hoàng thảo vẩy rồng thì phải nói là hiếm khi nào mà có một cái lô hoàng thảo vẩy rồng nó đẹp như thế này. Đấy, hoàng thảo vẩy rồng cái lô này về thì nó rất là nhiều thân lá mà lá tròn rất là to và dày luôn đấy ạ. Và những cái hàng thì nó không quá vụn và dễ vừa tầm, rất là dễ ghép luôn cô chú anh chị nhá. Em bán với giá chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi. Đấy, cái dòng lan hứa hẹn cho một cái mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân này. Bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạc. Cái dòng lan đa số cũng là những cái rề rất là đẹp. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Toàn là những cái hàng về vừa tầm ghép thôi chứ không có hàng vụn đâu cô chú anh chị nhé. Nên là về cô chú anh chị sẽ rất là dễ ghép cũng như là cây sẽ rất là khỏe luôn. Em bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái lô hoàng nhạn. Cái lô hoàng nhạn này em gọi là lô hoàng nhạn số 1 này. Cái lô này có đến 14 cây ạ. Và em bán với giá chỉ có 50.000 cho cái lô này để cô chú anh chị có thể về làm giống nhé. Và lô số 2, lô hoàng nhạn số 2. Cái lô này thì lên đến là 19 cây, 19 cây nhỏ giống. Em cũng bán là 50.000 và lô hoàng nhạn số 3. Lô này thì có 4 cây ạ, 4 cây tuy nhiên thì nói chung là cây nó cũng có lỗi nên là em sẽ bán 50.000. Và hình tiếp theo cái lô hoàng nhạn số 4. Cái lô hoàng nhạn này gọi là lô hoàng nhạn số 4 này. Cái lô này thì lên đến là 11 cây. Đấy, cây thì nhỡ nhỡ. Em bán cái lô này cũng với giá 50.000. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn những cái lô nào nhé. Và một cái phần hải âu cực kỳ là xinh luôn. Một cái phần hải âu rất là nhiều cây, 7, 8, 9 cây gì đó. Giá em cũng bán là 50.000. Và đặc biệt là những cái phần hài hay len. Những cái cây hài hay len thời điểm bây giờ đang nụ rất là xinh đẹp luôn ạ.
một cái dòng hài đặc hữu của vùng Cao Bằng, một cái cây lan đặc hữu của vùng Cao Bằng, hoa cực kỳ là bền với những bông hoa vàng rộm, được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Đấy, một cái dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm. À, nói chung là đặc hữu vùng Cao Bằng nhưng lại rất là dễ thuần ở mọi vùng miền, cô chú anh chị nhé. Và một cái phần hài Helen như thế này. Đấy, một cái phần hài Helen như thế này thì cô chú anh chị về có thể ghép được ít nhất là 3 giò như cái giò lan Helen của em đang có này, cô chú anh chị này. Thì em xin phép được bán nó với giá là 100.000 cho một lô cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một cái lô hài Helen này. Và bên này đây thì một cái loại lan mà em rất là muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cây châu hồng gấm ạ. Những cây châu hồng gấm bông hoa với cái sắc tím vàng. Đấy, sắc pha cánh cánh hoa cánh lưỡi tím hồng rất là xinh này. Và cánh của nó ấy thì là tím phớt hồng, tím phớt hồng ấy cô chú anh chị. Và pha lẫn cả màu vàng nữa, rất là xinh đẹp luôn ạ. Cái mặt bông cực kỳ là xinh yêu luôn cô chú anh chị này. Thì cái dòng này thì nó hoa quanh năm mà rất là thơm cô chú anh chị nhá. Đây là một cái dòng lai châu lai tạo giống ấy. Nên là rất là một cái cây mà lan rất là khỏe mãi cho hoa rất là nhiều lần trong năm. Hương thì vô cùng là thơm luôn, như mùi hương của mùa của đai châu cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu như thế này thì em chỉ bán với giá có 130.000 ạ. Thời điểm bây giờ là cây nó đang hoa rồi và lác đác còn lại vài cây nụ cũng lớn đấy. Nhưng mà cô chú anh chị có thể được thưởng hoa mùa này. Về cô chú anh chị vẫn có thể được ngắm hoa cũng như biết được cái mùi hương rất là thơm của nó này. Và cô chú anh chị có thể đợi hoa cho mùa sau cô chú anh chị ạ. Có 130.000 cho một cái đai châu hồng gấm rất là đẹp như thế này. Còn sang bên này đây sẽ là những cái cây hoàng nhạn. Đây là dòng nhạn 4N cô chú anh chị nhé. Cái dòng nhạn này thì em nghĩ rằng là có thể thỏa mãn được cái sự đam mê của cô chú anh chị với những cái dòng dáng hương hoàng nhạn cho ai yêu mến cũng như là muốn sưu tầm những cây, muốn tạo ra những tác phẩm hoàng nhạn đẹp đấy ạ. Nhạn rừng ấy thì nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà để được những tác phẩm nhạn đẹp ấy thì nó gần như là không có. Đây là hoàn toàn đều là những cây nhạn 4N cô chú anh chị nhá. À, mình có thể chăm được những cây nhạn rất là lớn với những cái chùm hoa rất là tuyệt vời. Và một cái cây nhạn 4N như thế này ạ, em chỉ bán có 130.000 cho một cây thôi ạ. 130.000 cho một cái cây nhạn 4N cô chú anh chị này. Người ta có thể trồng khoảng tầm lên được vài cặp lá nữa thì giá của nó có thể lên khoảng tầm trên 300. Đấy, dòng nhạn 4N nó rất là đắt. Bởi vì là cái cây này khi mà trưởng thành càng trồng càng lớn và khi mà sổ hoa thì nó rất là đẹp luôn như thế này đấy ạ. Đấy, một cái lô nhạn rất là xinh luôn. Và sang bên này đây thì một cái loại lan nở hoa Tết cực kỳ là VIP và đẹp mà rẻ vô cùng rẻ. Đó là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhá. Những cái năm cách đây 1-2 năm khi mà em bán cái thân phi điệp 5 cánh trắng đầu tiên hàng nhập ở Thái về ạ. Một thân rơi vào 300 thậm chí hơn 300. Còn đây là hàng hoàn toàn của Việt Nam mình. Đấy, trồng thuần ở vườn Việt Nam mình. Thân căng mập và cực kỳ là khỏe luôn. Hàng ươm ki chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhá. Một cái chậu như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm ít nhất là 5 thân hoặc là 6 thân. Nếu như những thân rất là to thì nó sẽ rơi vào 5 thân, còn lại đa số là từ 6 thân trở lên ạ. Mà thân thì rất là căng và rất là đẹp, mập nù ú luôn. Đó, kể cả những cái người chơi lan khó tính nhất thì đây cũng là một cái lựa chọn mà họ vẫn rất là yêu thích cô chú anh chị nhá. Một cái chậu như vậy thì em chỉ bán với giá có 180.000 thôi. 180.000 thôi cho một cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng thân mập nù, phải nói là vô cùng là đẹp như thế này. Tết tới cô chú anh chị có thể có một cái giò lan, nói chung một tác phẩm đẹp mà thơm nức nở luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu thanh đạm Indo này. Chậu rất là khủng luôn cô chú anh chị nhá, chậu rất là to luôn ạ. Rất là nhiều thân. Dòng thanh đạm Indo này thì mỗi một cái giả hành của nó có thể cho 2-3 cái chùm hoa. Nên là với giò như thế này thì khi mà sổ hoa thì sẽ vô cùng là rực rỡ luôn cô chú anh chị nhá. Và em bán với giá chỉ có 230.000 cho một chậu thôi. Đấy, 230.000 cho một cái chậu thanh đạm Indo rất là khủng. Và hàng này thời điểm hiện tại là đang chuẩn bị cho nụ rồi ạ. Là về cô chú anh chị lấy những cái chậu này về ạ thì sẽ được chơi hoa trọn vẹn nhất nhá. Và sang bên này đây thì hôm nay em có cái lô lan cắt Naya, dòng lan cắt một lá bông đại này. Thì nói chung là cái lô này ấy, về thì thời điểm bây giờ ạ, thì cái lúc mà em đặt hàng thì nó là hàng nụ. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại là thời điểm khi mà vận chuyển hàng về thì nụ nó cũng hỏng nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay em sẽ bán hàng gọi là bán hàng cắt lá. Và một cái chậu rất là khỏe và rất là đẹp như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy.
100.000 cho một cái chậu cát cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Vái dòng cát này thì hoa nó nở quanh năm cô chú anh chị ạ, với những sắc màu rất là đẹp. Và đặc biệt nếu như cô chú anh chị nào mà muốn thưởng thức hoa đẹp luôn thì ở đây em có một cái chậu lan đang thuần, một cái chậu cát đang thuần lá tròn vo rất là đẹp luôn, cực khỏe như này. Và hiện tại đang có nụ, hai nụ lên rất là đẹp. Đấy, em bán cái chậu này với giá 150.000. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, cô chú anh chị nhìn cho em, thân thắt đốt sáng bóng y như những hạt ngọc luôn. Đấy, thân đã đẹp rồi nhưng mà khi mà sổ hoa thì càng tuyệt vời hơn cô chú anh chị nhé. Cái màu sắc hoa, ba màu sắc rất là rực rỡ trên một cái bông hoa, và bền và rất là thơm, chỉ cần một vài bông nở thôi cô chú anh chị cũng đã ngắm đã mắt rồi. Và một cái giò như thế này, đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan cực đẹp để cô chú anh chị thưởng thức luôn. Em bán với giá chỉ có 160.000 cho một cái chậu như thế vậy thôi. 160.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Và sang bên này đây ạ, thì em có những cái chậu, đây là cái giò lan hồ điệp, dòng hồ điệp với cái sắc hoa tím rất là đẹp này, tím hồng rất là đẹp ạ. Và hiện tại đang có cần hoa nhé, cây cực kỳ là khỏe luôn, hàng lá mít tròn vo, xanh mướt rất là đẹp như thế này. Và hiện tại cây thì đều đang nụ cả. Em bán với giá chỉ có 50.000 cho một chậu thôi ạ. Và bên này thì em còn có những cái cây thiên nga xanh, hay còn gọi là ngọc trai xanh đây cô chú anh chị nhá. Thiên nga xanh hay còn gọi là ngọc trai xanh, hàng chuẩn mặt bông cây giống ạ. Và một cái giò thiên nga, một cái cây thiên nga như thế này em bán có 60.000 cho một cây thôi. Và bên này sẽ là dòng thiên nga màu đỏ nâu này. Đó, màu đỏ nâu, những cây này thì đều có khả năng cho nụ cho hoa hết rồi. Và cứ đến tầm khi mà nó nở, nó phát triển hết tầm ạ, thì cây sẽ bắt đầu rụng lá cô chú anh chị nhá. Đây, như những củ già thì hoàn toàn không còn một chút lá nào luôn. Đồng giá 60.000 cho một cái cây thiên nga như vậy. Và sang bên này đây sẽ là dòng giả hạc Di Linh Xuân, phải nói là vô cùng là đẹp luôn. Hàng bản lá dày cộp và thân đen chuỗi, mập nụ luôn cô chú anh chị ạ. Trước đây một cái thân Di Linh Xuân như thế này phải rơi vào tầm 180-200 ạ. Một cái dòng lan phi điệp mà nở hoa thời điểm Tết ý, những cái cây như thế này chắc chắn là hứa hẹn là sẽ có mặt bông rất là đậm và rất là đẹp luôn. Cái dòng lan có khuôn bông cực kỳ là đẹp mà lại nở hoa thời điểm Tết. Và một cái chậu giả hạc Di Linh Xuân như thế này có một thân hoặc là có hai thân ạ. Nếu như hai thân thì nó sẽ ngắn hơn, còn một thân thì nó sẽ dài khoảng tầm 40 cm. Em bán có 60.000 cho một chậu thôi, trên 60 cm, một thân dài trên 60 cm, 60.000 cho một chậu. Và cô chú anh chị nào mà lấy từ hai chậu ạ, lấy từ ba chậu chứ, em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị, tức là 180.000 về đến tay cô chú anh chị là ba cái giò giả hạc Di Linh Xuân cực kỳ là đẹp. Hàng hiện tại đang xuống hết lá rồi, bởi vì là đang xuống lá rồi, bởi vì dòng này là cái dòng hoa Tết mà, nên cô chú anh chị thấy, nhìn thấy đấy ạ, cái thân căng mướt và xuống lá hoàn toàn như vậy. Đấy, xuống lá hoàn toàn như vậy nên là chắc chắn là sẽ cho cô chú anh chị cái thời điểm hoa và có thể là rất là chuẩn Tết nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc rất là xinh đẹp luôn đấy ạ. Chậu kiều lộc bắc này thì hàng trước đây nếu cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết về cái giá trị của nó rồi. Một cái chậu như thế này trước đây phải tầm trên 300 cho đến 400. Hiện tại em bán là 130.000 cho một cái chậu kiều lộc bắc này đấy ạ. Nhiều thân nhá. Rồi ạ, và tiếp sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp hoa Tết, hoa xuân mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan ưng ý nhất nhá. Xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô hoàng thảo trúc Phật Bà. Hôm nay em vừa về mới một cái lô hoàng thảo trúc Phật Bà. Cái dòng lan nở hoa Tết và một cái dòng lan mà mang ý nghĩa tâm linh rất là tuyệt vời. Ngay từ cái thân của nó thôi, cô chú anh chị có thể ngửi thấy cái mùi hương ngai ngái, cái mùi hương như mùi thuốc bắc, rất là dễ chịu từ cái thân của nó cô chú anh chị ạ. Cái dòng trúc Phật Bà này thì hoa cực kỳ là đẹp rồi, như là u lồi, hoa nó như kiểu u lồi nhưng mà nó sẽ sắc nét hơn và rất là đẹp. Cái dòng hàng này bình thường hàng cân người ta cũng phải bán ít nhất là từ 500.000, ít nhất là 500.000 trở lên cho 1 kg ấy cô chú anh chị. Và 1 kg thì cũng không được bao nhiêu cái thân hoa đâu, bởi vì nó kèm theo rất là nhiều thân già. Thì thời điểm hiện tại ạ, em có những giò như thế này, rất là nhiều thân hoa, đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp để mà cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết này nhá. Cái giò này em bán có 250.000 thôi, em gọi là giò số 1 đấy ạ. Và giò số 2 cô chú anh chị nhìn cho em, thân hiện tại là nó căng thân và đã bắt đầu xuống lá hết rồi cô chú anh chị nhá. Cái hiện tượng lá vàng này là bây giờ là nó đã xuống lá rồi, bởi vì cái hàng này cũng là hàng hoa Tết. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3 này. Hình số 3. Cái dòng trúc Phật Bà này thì
Đây, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Giò này ạ, rất là sum xuê, phải tầm 10 thân hoa mất thôi ạ. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá 280.000. Và hình tiếp theo là hình số 4. Cái giò số 4 này có ít thân nhưng mà có vài cái thân nó to, to khủng luôn, rất là đẹp luôn. Em cũng bán là 250.000. Và hình số 5. Đấy, hình số 5 thì cũng rất là nhiều thân đấy ạ. Em xin phép được bán nó với giá là 240.000. Và hình số 6, em đảm bảo rằng cái giò, những cái giò như thế này cô chú anh chị mua sẽ rẻ hơn hàng cân rất là nhiều luôn. Bởi vì em bán hàng cân nhiều em biết rồi, nó thân già rất là nhiều luôn ạ. Và cái hình số 6 này em bán giò này với giá 260.000. Hình số 7, 250.000. 250.000, cực siêu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Và hình số 8, 240.000 ạ. Và hình số 9 này, hình số 9, cái giò này em xin phép được bán 250.000. Cô chú anh chị nào mà mới chưa bao giờ chơi lan thì chắc là nhìn những cái lá này cô chú anh chị sợ lắm đúng không ạ? Nhưng mà đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường nhá. Cái dòng này nó sẽ rụng hết lá luôn. Đấy, khi mà đến khi mà nó nở hoa là không còn một cái lá nào luôn. Hình tiếp theo là hình số 10. Cái dòng màu, tất cả những cái dòng hoàng thảo nó đều như vậy. Hình số 10 em bán là 250.000. Sang bên này đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lự bố. Một cái dòng lan mà ở đây là người ta ghép những cái giò như vậy bằng cái giá thể là gỗ nhãn. Và mong muốn của họ là có thể tạo ra những cái tác phẩm rất là đẹp. Cái cây này thì nó sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Bởi vì thế mà cách đây vài năm khi em mới bán đầu tiên ạ, thì một cái thân của nó em bán lên đến 140 lúc đấy ấy. Còn thời điểm bây giờ thì cực rẻ. Đây là mặt hoa của thiên cung lự bố của chú anh chị này. Cái dòng lan phải nói là hết sức đáng chiêm ngưỡng luôn. Đó, hết sức đáng chiêm ngưỡng luôn. Mà cô chú anh chị không cần phải về kích hoa gì cả đâu ạ. Nó sẽ tự nhiên nở hoa nhé. Và cô chú anh chị thấy là tất cả những cái dòng lan này, khi mà dòng thân thòng, khi mà nó nở đến mùa hoa, nó không còn một chút lá nào của cô chú anh chị ạ. Đấy, toàn bộ đều là hoa rực rỡ như thế này nhé. Chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị. Và một cái giò như thế này ạ, có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều thân. Cô chú anh chị về có một cái giò lan giống cũng như là một cái giò lan để ngắm đã mắt thì thôi, vì sắc hoa rất là rực rỡ như thế này. Đấy. Cái hàng thiên cung lự bố này thì có thể phân biệt với những cái cây hạc vĩ rừng. Đó là cái lưỡi của cái cây này nó sẽ rất là to. Cái sắc hoa cánh rất là hồng đậm. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này em cũng bán 180.000 à. Đâu ạ? Hình số 11 180, hình số 12 cũng 180, hình số 13 rất là sum suê luôn, em xin phép bán 200.000. Và hình số 14 em bán với giá cũng 180.000. Hình số 15 200.000, cực kỳ là đẹp luôn. Và hình số 16 với giá có 170.000 thôi. Đó, ôi cũng rất là nhiều thân, mười mấy thân luôn ý. Hình tiếp theo là hình số 17, cực kỳ là đẹp luôn, 200.000. Và hình số 18, hình số 18 này em bán với giá cũng 180.000. Và hình số 19, đây sẽ là một cái giò đại ý thảo hoa rất là to, cực kỳ là sai bông. Đây xuất xứ là cái hàng rừng nhưng mà thời điểm hiện tại gần như là hàng rừng là tuyệt chủng rồi. Chỉ còn lại là những cái cây mà nhà vườn người ta giữ giống thôi. Đấy. Và cái giò đại ý thảo này em bán với giá là 190.000 nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 19A, cũng là một cái giò đại ý thảo đấy ạ. Giò này em cũng bán là 190.000. Và hình số 20, 20 em xin phép bán đại ý thảo này với giá 200.000. Và 21 ạ, 21 đại ý thảo. Giò đại ý thảo 21 này em cũng bán với giá là 200.000. Và hình số 22, đại ý thảo 22, em bán cái giò này cũng với giá là 190.000 đi. Và ở đây em còn có một cái giò giả hạc Pháp duy nhất, cực kỳ là nhiều thân và đẹp luôn như thế này. Mặt bông của giả hạc Pháp nhé, sắc hoa tím đỏ. Tím đỏ rất là đẹp. Hoa cũng nở tết. Giò giả hạc Pháp này em bán là 190.000. Và sang hình tiếp theo, 24. Em có một cái giò long tu xuân. Giò long tu xuân 24 với giá 140.000. Long tu xuân cũng vậy, ở những nơi ấm có thể nở hoa thời điểm tết. Hiện tại thì mắt nụ đã nổi rất là rõ này. Hình số 25 em bán 140.000. Sang bên này sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ, phải nói là siêu vip luôn. Có những cái thân nó to hơn cái ngón chân cái của chú anh chị nhá. Có những thân to hơn ngón chân cái của em luôn ạ. Và đây ạ, trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị chơi lan lâu chắc chắn là biết giá trị của nó rồi. Trước đây một thân vài 300.000 cô chú anh chị nhá. Hiện tại
với chậu lan như thế này. Cô chú anh chị nhìn thấy là những cái lá vàng này, cái dòng này hoa nở Tết, như là bây giờ là cây đã bắt đầu là rụng lá rồi nhá cô chú anh chị nhá. Nên là rất là bình thường khi mà lá nó vàng như thế này đấy ạ. Bây giờ lá mà xanh thì không thể nào mà nở chuẩn hoa Tết được đâu cô chú anh chị ạ. Nó phải rụng hết lá đi rồi căng phình thân rồi bắt đầu là sẽ cho mùa hoa rất là đẹp. Chậu này ba thân rất là to bự, cực kỳ là đẹp luôn. Em bán cái dòng này với giá chỉ có 180.000 thôi ạ. Bình tiếp theo sẽ là hình số 27, hình số 26. Và đây sẽ là hình 27 này. Cái chậu 27 này. Chậu này cũng là 3 thân nhá cô chú anh chị nhá. Và 3 thân chậu này thì em xin phép được bán với giá có 160.000 thôi. Đấy, 3 thân cái dòng này 160.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số đây, 3 thân nhá, 3 thân cao và đẹp luôn. Có 160.000. 160.000 cô chú anh chị, không chơi loại lan này, chơi loại lan nào. Hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Cái giò này là giò 4 thân rất là nù luôn, cái bản lá cũng dày cộp luôn ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 180.000 đây ạ. Tiếp theo sẽ là hình số hình số 29. Hình số 29 đây cô chú anh chị, 3 thân to khủng. 3 thân cũng rất là to. Cái giò này em xin phép được bán nó với giá bao nhiêu ạ? 180.000. Và hình tiếp theo là hình số 31. Hình số 30. Đây. 30 này là có 4 thân ạ. 4 thân này em xin phép được bán với giá là 5 thân chứ, 170.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 31 này. 31 đây cô chú anh chị. 31 là 2 thân siêu to khổng lồ và cực kỳ là VIP luôn. Nó hai cái thân này đúng như to to như cái ngón chân cái luôn cô chú ý chị nhá. Đấy, hai thân siêu nù và đẹp luôn. Em bán hai cái thân này ạ với giá là 180.000 cho cái chậu hai thân này. Cực kỳ là VIP, nó dài trên 60 cm và thân thì to hơn cái ngón tay của em không lái gì luôn nhá cô chú ý chị nhá. Và rồi ạ, tiếp theo là hình số 32. Cái giò này. Giò này của em là có 4 thân ạ. 4 thân này em xin phép bán 180.000. Và hình tiếp theo là hình số 34. Cái chậu 34 đây. Trời ơi, cái chậu 34. Cái giò 34 này cũng rất là nhiều thân, em bán với giá 160.000 thôi. Giò 35 phải nói là một cái tác phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Trời ơi, nó quá là thân, nó quá là to luôn ấy cô chú anh chị, mà giò này lại còn 3 thân khủng luôn nhá, nặng trịch luôn. Nặng chịu tay luôn, 3 thân to như cái ngón chân cái nhá. Váy giò này em xin phép được bán với giá là 220.000, phải nói là siêu VIP luôn. Hình tiếp theo là hình 33, cũng là 3 thân rất là đẹp đấy ạ. Em bán 160.000, cô chú anh chị nhìn thì thấy rồi, là xếp tăm tắp luôn. Và sang bên này sẽ là một số hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng này. Với hình dáng hương đuôi cáo này cả một lô như thế này nhá, 5 cây ạ, em bán là 100.000. 100.000 luôn cô chú anh chị nhá, chưa bao giờ rẻ đến thế luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. Hình số 37 này là toàn đều là những cây xếp này. Đây là một cặp đôi xếp này. Cặp đôi hai cây xếp này, V này. 4 cây, 5 cây. Đấy, chỗ này về cô chú anh chị làm được mối chậu trăm một dạo có thể cho tác phẩm luôn. Hình này xin phép bán với giá 140.000 thôi ạ. Hình tiếp theo là hình 38. Đây cũng là nguyên một dề, thêm một kèm một cây con nữa. Đây. Đó, nguyên một dề như thế này em bán với giá là 100.000 luôn ạ, 100.000 luôn cô chú anh chị nhé, chưa bao giờ rẻ đến thế luôn. Hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Cả một cái lô này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 cây. Ở đây thì có một cái cây này người ta lấy về và nó bị gãy ngọn đi nên em không tính đâu cô chú anh chị nhé. Chỉ tính những cây còn ngọn thôi ạ. Và cả cái lô này thì em cũng bán với giá là 120.000. Sau bên này sẽ là hình số 40. Là những cái bảng trầm rừng cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm. Cái hình trầm rừng 40, 130.000, 41, 120.000, 42, 120.000 và 43 cũng rất là đẹp, 130.000. 44 sẽ là những cái giò kiếm va nhé cô chú anh chị nhé. Là những cái cây kiếm va mà trước đây từ thân từ vài triệu cho đến vài trăm nghìn cả đấy ạ. Hàng này thì hàng chuẩn cây giống nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì những cái dòng kiếm va này, những cái cây kiếm tóc đầu này thì em thấy là trên thị trường người ta bán xỉ ra ít nhất cũng là 70.000 một thân. Đấy, tuy nhiên thì cái lô này thì em nhập được cái lô hàng gọi là người ta cũng đang cần bán, có việc cần bán nên là người ta bán. Với giá thì em mua cả gần như là cả vườn luôn nên là cái giá thì sẽ rất là rẻ luôn ạ. Hình này
là một cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng. Đấy, cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi. Cái chậu, cả cái chậu như vậy em bán có 200.000 này. Tiếp theo là vàng Tuyên Quang, một cái dòng lan, một cái dòng lan mà đẹp từ thân đến mặt bông, cần hoa rất là dài đúng không ạ? Váy dậu này cả cái chậu như vậy, cả cái chậu vàng Tuyên Quang như vậy em bán với giá có 350.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là Taiwan 4, một trong những cái bốn mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất trong dòng kiếm Thái ạ, Taiwan 4 ạ. Cái giò này khoảng rất là xum xuê, nhiều thân khủng đẹp như thế này ạ. 450.000 thôi cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình 47. 47 cũng là Taiwan 4. 47 Taiwan 4 này với giá là 400.000. Và 48. 48 này là một cái chậu vị hoàng, một cái dòng lan kiếm Tiên Vũ, chỉ đứng sau Phan Chí và Xanh Huế. Trước đây thân vài triệu ạ, thời điểm hiện tại là cái chậu sum xuê như thế này, nó có 1 triệu đồng thôi cô chú anh chị nhé. 1 triệu đồng thôi, một cái mặt bông rất là đáng thưởng thức đấy ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái chậu này. Cái chậu này của em cũng là vị hoàng 4 thân. Đấy, 4 thân vị hoàng này. À, 3 thân chứ, em bán với giá là 600.000. Tiếp theo sẽ là cái giò lan, đây là trắng tuyết ngọc. Trắng tuyết ngọc, cái chậu như vậy em bán 250.000, trước đây một thân thôi đã 500.000 rồi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là trắng hòa bình, em đủ mặt bông luôn cô chú anh chị nhé. Bởi vì là người ta có việc và không có điều kiện để chăm, nên là xả cả, để thanh lý cả vườn luôn ạ. Nhưng mà cây thì rất là đẹp như thế này. Em bán cái chậu này với giá chỉ có 180.000, trắng hòa bình ạ. Và bên này sẽ là bình an kiếm, một cái chậu bình an kiếm như vậy em cũng bán là 200.000. Và bên này sẽ là cái vàng Tây Ninh, cũng đứng top cùng với cả cây vị hoàng ấy cô chú anh chị, chỉ đứng sau Phan Chí và Xanh Huế thôi. Đấy, thì cái chậu vàng Tây Ninh này có 4 thân em bán 800.000. Đây cũng là chậu vàng Tây Ninh này cô chú anh chị này. Vàng Tây Ninh. Chậu này thì em bán với giá là 550.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 55. Cái chậu này em bán với giá có 150.000 thôi. Đó là vàng cánh chim nhá, đều là những cái mặt bông tiếng tăm cả đúng không ạ? Và hình tiếp theo sẽ là vàng, cũng là vàng cánh chim. Đó. Những cái mặt bông này cô chú anh chị nào mà đã từng chơi kiếm rồi, chơi lan lâu rồi chắc chắn biết cái tiếng của nó rồi. Cái chậu này em bán với giá là 380.000. Và sang bên này đây sẽ là một cái chậu kiếm Tiên Vũ, phải nói là vô cùng là đẹp luôn. Một cái chậu cánh bầu mai rất là đẹp. Cái chậu kiếm cánh bầu mai cực kỳ là đẹp, thân là láng tít như thế này. Và cả một cái chậu khủng và đẹp như vậy em bán với giá là 700.000. Sang hình tiếp theo là hình 58, là một cái giò long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím, cô chú anh chị nào mà chưa biết mặt bông có thể lên Google search cái mặt bông long tu đá hoa tím này nào. Nó rất là đẹp luôn nhá. Đây nhá cô chú anh chị nhá, đây là mặt bông của long tu đá hoa tím ạ, rất là đẹp nhá. Và một cái chậu long tu đá hoa tím này để cô chú anh chị sưu tầm đây ạ. Nhiều thân xinh đẹp như vậy em bán có bao nhiêu ạ? 130.000 cho cái giò long tu đá hoa tím này thôi. Và hình tiếp theo thì 59, giá 120.000 này. Và hình tiếp theo 60 cũng là 120.000 cho giò long tu đá hoa tím này. Và hình số 31 rất là sum xuê luôn, em bán 150.000. Và sang bên này là những cái giò vôi bắc cực kỳ là đẹp luôn. Vôi bắc thì hoa thân của nó cô chú anh chị nhìn quen thì biết ngay, cái thân của nó rất là mập và vàng óng luôn ấy cô chú anh chị, cực kỳ là đẹp luôn. Váy giò hoàng thảo vôi này, vôi nó chỉ đứng sau trầm thôi, trong các dòng hoàng thảo thì vôi là dòng lan thơm chỉ đứng sau trầm ạ. Em bán cái giò vôi này với giá là 170.000, cực kỳ là đẹp. Tiếp theo 63, 150.000. Và 64, 160.000, rất nhiều thân. Và hình 65, 160.000. Đấy, có những thân dài rất là đẹp luôn. Hình 66, 150.000 ạ. Và hình 67 là cũng là một cái giò long tu. Giò này cũng là giò vôi chứ, 140.000 cho giò này nhá. Rồi cô chú anh chị nào mà muốn hàng kiếm rừng ở đây ạ, em có những cái chậu kiếm Tiên Vũ rừng láng tít luôn, 110.000 cho một chậu thôi. Về cô chú anh chị sổ nhá. Và bên này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng này, măng mầm ạ. Cô chú anh chị thử một lần chắc chắn sẽ không bao giờ quên luôn, cái măng rất là ngon. Em bán với giá 200.000 cho một túi, một hộp 200.000 cho 1 kg. Và bên này sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng nhá. Một túi như vậy là nửa kg em bán là 170.000, được cực kỳ là nhiều. Mà chè sạch có vị thơm rất là đặc biệt. Bên này thì em có rễ mũ tần với giá 120, nấm hạt cẩu 150, chuối hột khô với giá là 100, và tầm ủy cây xanh 220, tầm ủy cây nghiến 190, và hoàng tinh em bán 200.000 cho 1 kg.
Này thì em có vỏ thông nhá, em có vỏ thông 1-2 với cả vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Dớn vụn một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời, 40.000 cho 1 kg ạ. Rêu rừng cũng là một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời luôn, bán 50.000 trong 1 kg. Và bên này sẽ là các cái chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Atonic là 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 35.000 cho một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá là 30.000 cho một lọ nhé. 3 loại phân bón lá đây ạ, đồng giá là 35.000 cho một lọ. Ở phân bón dạng túi lọc 35.000 cho một cái hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong, dây buộc lan chiều dài 100m 35.000 cho một cuộn. Và bên này là Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng kim kim bun trước, 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma em có gói 100g với giá là 15.000, hộp túi như vậy là 1 kg, bán là 50.000. Và bên này là một hộp 1 kg 130.000. Và đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, bán là 35.000 cho một cái túi như vậy cô chú anh chị nhá. Có cái hàng này thì một cái điều mà em cảm thấy vô cùng là thích, đó là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tối đa và thoải mái bón mà không làm đen đầu rễ như những cái loại phân bón khác, nên cô chú anh chị thoải mái giúp em. Và bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, em bán là 40.000 cho một lọ. Thì em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú.